MC Thành Hiên đang đứng cạnh Trung tướng Nguyễn Văn Thái. Và khi mà nhắc đến Trung tướng Nguyễn Văn Thái thì những người Thái Bình ở thành phố Hồ Chí Minh hầu như ai cũng biết chú, vì chú là chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều năm rồi. Đó. Và đặc biệt thì chú là trước đây thì tháng 11 năm 1945 thì chú là người thanh niên và đã xung phong đi bảo vệ quốc đoàn, và từ đó đến nay thì chú ở trong quân đội. Thì hôm nay chúng ta rất là vinh dự khi mà Thành Hiên được phỏng vấn chú Trung tướng Nguyễn Văn Thái. Dạ thưa chú, thì bà con Thái Bình thì rất là mến yêu chú và rất là kính trọng. Khi nhắc đến chú thì ai cũng thấy là tự hào khi mà người Thái Bình có một người người con rất là sâu nặng với quê hương và có trách nhiệm với hội đồng hương. Thì chú thấy là tình cảm của người Thái Bình ở thành phố Hồ Chí Minh với nhau như thế nào ạ? Xin mời chú ạ. Thái Bình là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, mà như mọi người đều biết ấy, cũng là cái vựa lúa của miền Bắc, một trong những cái vựa lúa của miền Bắc. Thái Bình cũng là một tỉnh đông dân, nhưng mà là một xưa kia vốn là một tỉnh thuần nông, có thể nói là rất nghèo. Dân số Thái Bình ấy, tôi nhớ lại từ năm 1945 ấy, lúc đó chỉ có khoảng 780.000 người. Và như chúng ta đều biết, cái nạn đói khủng khiếp năm 45 xảy ra đó, thì riêng Thái Bình thì đã như thế, tức là hơn 250.000 người chết đói. Như vậy là với cái tỷ lệ dân số thì đã vào khoảng trên 1 phần 3 dân số Thái Bình chết đói. Cái nạn đói khủng khiếp đó đó thì đã làm cho Thái Bình, một tỉnh vốn đã nghèo, đã càng khó khăn hơn. Nhưng cách mạng tháng 8 đã đến, đã giải phóng đất nước, và quê hương Thái Bình bắt đầu, tức là đã được khởi động, tiến lên. Thì người dân Thái Bình có thể nói từ xa xưa các cụ đã nói đó, là có thể là người dân lam lũ, chịu thương, chịu khó. Có thể nói là người dân Thái Bình ở mọi nơi, ở trong nước cũng như là trên thế giới, ở đâu cũng có người Thái Bình. Mà người ta thường nói, tức là người dân Thái Bình là đi mọi nơi, đi mọi chỗ. Đấy. Và các cái câu nói của dân gian vui với nhau đó thì cũng thường nói, tức là tay vị tay gậy khắp nơi tung hoành, đó là người dân Thái Bình. Nhưng thưa với các vị, thì tôi thấy là, tôi nghĩ là người dân Thái Bình chúng ta vì vào là một tỉnh nghèo, cho nên là vốn là chịu thương chịu khó, hăng hái lao động, cho nên là đi khắp nơi trên thế giới để mà thực hiện. Đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đó, thì bà con Thái Bình ở đây có thể nói cũng khá đông. Chúng tôi không có con số chính xác, nhưng mà cũng phải tương đối khoảng là trên 300 ngàn. Đấy là con số tương đối. Chứ còn theo những cái thông tin mà chúng tôi cũng không có con số chính xác. Thì với cái hơn 300 ngàn người Thái Bình ở đây đó, thì có thể nói là đã tham gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ mọi ngành, mọi nghề, chỗ nào, vùng nào cũng ít nhiều đều có người Thái Bình. Và cái người Thái Bình đi đâu cũng để lại, có thể nói là những cái điều tốt đẹp đối với lại bà con. Thì dân Thái Bình của chúng tôi ấy, thì ở đây đấy, thì từ cách đây hơn 20 năm, thì các cái vị tiền nhân đối với của chúng tôi, của hội đó, thì đã lập ra cái hội đồng hương. Thì cái hội đồng hương như thế, tức là nó bao gồm các cái bà con ở Thái Bình mà tự nguyện tự giác tham gia hội, và từ đó đến nay đó thì như thế là hội ngày càng phát triển. Cho tới nay đấy thì như thế cũng có vài trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, những doanh nghiệp có thể nói, tức là lớn đối với cả nước, và cũng có doanh nghiệp nhỏ vừa. Đấy, thì như thế là cũng đã tham gia để mà xây dựng cũng như phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Còn bà con Thái Bình của chúng tôi ở đây đó, thì có thể nói là với cái tinh thần thương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, cho nên tức là
chỗ nào có người Thái Bình ở đó là có cái sự họp mặt của bà con. Thì từ hơn 20 năm nay cái hội đồng hương của chúng tôi hoạt động như thế đó, thì như thế là được bà con cũng tích cực tham gia hưởng ứng. Cho tới nay thì chúng tôi vẫn duy trì cái sinh hoạt đó, hàng năm cũng có họp mặt đông đảo. Nhưng mà vài năm nay đấy, do cái bệnh dịch COVID-19 và đến bây giờ đấy, vẫn còn nó nguy cơ rình rập, cho nên là chúng tôi không họp được đông đủ, thì họp mặt tức là một bộ phận. Thì cho nói là bà con Thái Bình của chúng tôi đấy, thì coi thành phố Hồ Chí Minh như quê hương thứ hai của mình, và cũng là làm ăn tức là tôn trọng chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước và các quy định của địa phương. Thế thì đấy là đối với bà con. Nhưng bà con Thái Bình phải nói rằng là cũng vẫn nhớ đến quê hương, các doanh nghiệp, các bà con ấy, thì như vậy tức là vừa xây dựng cuộc sống cho mình, vừa tham gia xây dựng dòng họ tộc mình và góp phần xây dựng quê hương. Thì đấy là cái điều mà tốt và hội đồng hương chúng tôi thực hiện được trong những năm vừa qua. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Chú ơi, như là năm 1945, từ một thanh niên lúc đó 16 tuổi, thì con không hiểu là tại sao mà chú lại đã trưởng thành nhanh như vậy. Chú lại xung phong vào bộ đội, mà hồi đó có câu như là đoàn vệ quốc quân một lần ra đi dù có hiểm nguy nhưng lòng không hề. Thì có phải là dòng máu cháy Thái Bình của những cái truyền thống đang chảy trong trái tim không hả chú? Phải nói rằng là năm 45 sau cách mạng tháng 8 thì cái không khí toàn dân có thể nói là vô cùng phấn khởi, đất nước đã được giải phóng khỏi ách thực dân, và không lâu bao lâu thì giặc Pháp lại gây hấn trở lại ở Nam Bộ ngày 23 tháng 9 năm 45. Thì lúc đó đó Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã kêu gọi cả nước ta đứng dậy để kháng chiến. Thế thì cái lúc đó này có thể cái phong trào tổng quân nó rất rầm rộ ở trên mọi miền của đất nước. Lúc đó thì tôi cũng mới 16 tuổi. Trước cái phong trào rầm rộ của thanh niên cả nước thì như thế là tôi cũng đã xin tham gia gia nhập giải phóng quân. Người thì tuy hơi nhỏ nhắn nhưng mà lúc đó tôi còn trẻ, cho nên là trong gia dáng cũng là một thanh niên rồi. Thì như vậy tức là tôi gia nhập cái chi đội 2, tức là tiểu đoàn 2 giải phóng quân của tỉnh Thái Bình. Thì cái lúc đầu đó, cái thời gian đầu đó thì một số thanh niên ở trong tiểu đoàn, các tiểu đoàn thì như thế là được động viên nhập ngũ rồi sau đó tiến hành nam tiến. Nhưng mà riêng tôi thì như thế là chỉ huy tiểu đoàn, lãnh đạo tiểu đoàn đã giữ tôi lại để làm văn thư cho tiểu đoàn. Thế cho nên tức là vì lúc tôi còn trẻ, tôi 16 tuổi, 10 thanh niên rồi, nhưng mà trông cũng còn rất trẻ, cũng nhanh nhẹn. Cho nên là chính trị viên tiểu đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Nam, sau này là thiếu tướng, viện trưởng Viện Cảnh sát Quân sự Trung ương, thì giữ tôi lại để mà làm cái việc đó. Thì tôi ở bộ đội từ lúc đó cho đến khi tôi nghỉ hưu. Thì như thế là có thể nói tính tổng thời gian là 53 năm 8 tháng liên tục. Cái thời kỳ đầu, những năm đầu thì ở Thái Bình, rồi lại ở tỉnh đội Thái Bình. Và như thế tức là chiến đấu ở vùng địch hậu. Sau đó là tôi đi đến Tây Bắc. Đến sau kết thúc cái chiến dịch Điện Biên, thì năm sau thì tôi về Hà Nội về Tổng cục Chính trị. Ở Tổng cục Chính trị 9 năm đó thì bắt đầu tôi vào miền Nam chiến đấu. Thì tôi vào Nam từ năm 65 cho đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì tôi lại trở ra Bắc. Thì như thế tức là thời gian ấy, đối với tôi cái cuộc trường chinh của cá nhân thì tích ra tổng cộng là 53 năm 8 tháng. Đến năm 97 thì bắt đầu tôi được nghỉ để trở hưu, và năm 98 thì tôi nhận sổ hưu. Cho tới nay đấy thì như thế tức là tôi đã nghỉ hưu được 26 năm. Và về nghỉ hưu 26 năm đó thì vẫn tham gia hoạt động ở các cái hội cựu chiến binh. Và đối với hội đồng hương thì các bác, các cô chú tín nhiệm
cử tôi làm chủ tịch hội sau để thay thế thiếu tướng Vũ Ngọc Ngạ, mà thiếu tướng tình báo Anh nổi tiếng của nhân dân ta đó thì từ trần. Thì tôi đã làm cái chủ tịch này có thể nói là nó hơn 20 năm. Thì như thế tức là cũng là một cái niềm vui vinh dự. Thì năm nay ở cái tuổi 94 có thể nói là cái tuổi mà cũng cái hành lang an toàn rất hẹp. Thế mà ở cái trình độ đối với tôi thì coi như là sẵn sàng chiến đấu rất cao. Cũng thế nhưng mà chúng tôi vẫn lạc quan, tin tưởng, vẫn tham gia hoạt động. Thì có thể nói tức là đó là cũng điều vui sướng để mỗi lần hoạt động như này đấy, gặp lại bà con quê hương, thăm hỏi lẫn nhau, chúc mừng lẫn nhau thì cũng là điều hạnh phúc đối với chúng tôi. Dạ thưa bác, thì thay mặt cho những người Thái Bình ở thành phố Hồ Chí Minh xin cảm ơn bác rất nhiều và chúc cho bác là luôn mạnh khỏe. Và như là câu thơ đã viết rằng tuổi cao như núi như thành, như cây thiên tuế sống cùng nước non, đa đề lòng mãi sắt son, chở che con cháu sớm hôm đi về. Và bác là cây cổ thụ để những người Thái Bình trông nương tựa về tinh thần và đi về để khi nào cũng thấy là cái hình bóng quê hương. Bác là trụ cột ở đây. Dạ con xin cảm ơn bác rất nhiều ạ. Dạ vâng.